Hi, Ốc đây. Rất vui được gặp bạn trong Freelance Man, kênh của một người tự do chia sẻ về công việc và cuộc sống tự do của mình. Bạn biết không, mỗi khoảnh khắc của thế giới đều mang trong mình một câu chuyện riêng của nó. Và một người bấm máy tài năng là người có thể kể câu chuyện đó một cách chân thực và sống động bằng công cụ và những hình ảnh của mình. Khi mới tiếp cận với nhiếp ảnh, mình tin rằng những bài viết mà bạn đọc được nhiều nhất là những bài viết liên quan đến bố cục, ánh sáng, màu sắc hay những công cụ máy móc giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc của mình, phải không? Tuy nhiên, đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi với những mớ kiến thức hỗn độn, những thuật ngữ cao siêu mà dường như chúng sinh ra không dành cho bạn chưa? Rồi bạn chán nản, rồi bạn bỏ cuộc. Mình từng như thế đấy, trong một khoảng thời gian dài kể từ lúc mình có những bức hình đầu tiên trong vô vàn những thất vọng. Tuy nhiên, mình may mắn hơn một chút vì niềm tin trong mình đủ lớn để có thể cầm máy lên nhiều hơn một lần. Và bạn biết mình làm gì không? Mình chạy ra ngoài kia, thoát khỏi vùng an toàn của bản thân với những chuyến đi của mình. Mình ưu tiên cho cảm xúc của mình nhiều hơn, cho cuộc sống ngoài kia nhiều hơn. Rồi mình nhận ra rằng bố cục, ánh sáng hay là màu sắc hay hàng ngàn kiến thức trên sách vở kia có lẽ sẽ chỉ là vô nghĩa nếu như mà mình bỏ qua một thứ quan trọng nhất mang đến cho mình những xúc cảm mạnh mẽ, những động lực khiến mình có thể nhấc chiếc máy của mình lên vô điều kiện để lưu lại những khoảnh khắc bằng hình ảnh, bằng những thước phim sống động của mình. Bạn có biết mình đang nói về điều gì không? Cùng đoán một chút trước khi đoàn tàu này chạy qua nhé. Mình sẽ bật mí cho bạn ngay sau đó. Bạn biết không, ngoài thiết kế thì nhiếp ảnh cũng là một lĩnh vực mà mình yêu thích và đang theo đuổi. Đối với mình, học và làm về nhiếp ảnh thì cho mình rất là nhiều cái góc nhìn mới về cuộc sống. Đồng thời thì nó cũng là một người bạn tinh thần không thể thiếu đối với mình trong những cái chuyến đi, cho dù là xa hay gần, lớn hay nhỏ. Sau một khoảng thời gian tiếp cận với lĩnh vực này thì mình nhận ra một điều, đấy là cái điều quan trọng nhất ở trong cái việc học nhiếp ảnh thì nó lại không phải là những cái yếu tố như là bố cục này, màu sắc này, ánh sáng hay là những cái yếu tố kỹ thuật đâu, mà cái yếu tố quan trọng đầu tiên mà mình cần phải học ấy, đấy là cái việc thấu hiểu được cái chủ thể của mình. Nói đến đây thì chắc là sẽ có một số bạn nghĩ rằng chủ thể mà mình nói đến có thể là một ai đó, một nhân vật nào đó, đúng không? Nhưng mà không phải như thế, chủ thể của mình muốn nói đến đa dạng hơn. Đấy chính là cái thứ mà khiến bạn bị thu hút, khiến bạn muốn giơ máy ảnh lên để bắt lấy, khiến bạn khao khát được giữ lại qua ống kính của mình, qua những cái cuộn phim của mình ấy. Đó có thể là con người, đó có thể là một nhánh hoa, một cánh chim, những ngọn núi, hay cho dù là một khoảng không vô tận thì nó cũng sẽ được coi là một chủ thể nếu như đấy là điều mà bạn bị thu hút và bạn mong muốn được truyền tải trong bức ảnh của mình. Cách suy nghĩ về chủ thể như thế này thì sẽ giúp mọi người cởi mở hơn và sẽ có những cái chất liệu đa dạng hơn cho cái bức ảnh của mình. Với mình thì chủ thể không bao giờ là một vật duy nhất và tồn tại ở một điểm nào đấy. Nó luôn xuất hiện một cách linh hoạt và đa dạng ở trước mắt bạn, trước ống kính của bạn. Chỉ cần bạn biết rõ ràng một điều ấy, đấy là bạn đang bị thu hút bởi điều gì, thì đó chính là chủ thể của bạn. Mình có một ví dụ cho bạn nhé, hãy thử nhìn bức ảnh bên cạnh mình xem. Khi mà chụp bức ảnh này thì chưa bao giờ mình nghĩ là chủ thể của mình chỉ là hai nhân vật đang ngồi trong bức ảnh này cả. Ở trong cái bối cảnh này thì có một cái khoảng không gian này, nơi có hai nhân vật, có vạt nắng đổ xéo qua, có những chiếc đèn, có những ô gạch hình vuông và có cả những cái sự tĩnh lặng nữa. Thì tất cả những cái điều đấy mình đều cảm thấy bị thu hút ở trong cái bối cảnh này. Và nếu mà thiếu đi bất cứ một cái điều nào ở trong những cái điều mà mình vừa kể trên ấy, thì cảm xúc của bức ảnh này sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Và khi mà mình nhấc máy lên ấy, thì mình cố gắng là thu được trọn vẹn những cái điều đó và loại bỏ những cái yếu tố không cần thiết ra khỏi khung hình của mình. Đấy là cách mà mình làm việc với chủ thể. Hiểu về chủ thể quan trọng vì sao? Tại vì là đầu tiên thì nó sẽ là cái yếu tố mà quyết định
bạn sẽ sử dụng góc máy như thế nào, bố cục ra sao ở trong cái bước tiếp theo. Ví dụ nếu mà chủ thể của mình là rất nhiều những ngôi nhà nằm rải rác trên sườn núi ấy, thì bức ảnh của mình trông sẽ như thế này. Nhưng nếu chủ thể của mình chỉ là vài căn nhà nhỏ với màu sắc thú vị này thì bức ảnh của mình trông sẽ như thế này. Nếu bạn không thật sự hiểu được là cái mà mình đang muốn chụp là gì á, thì bức ảnh của bạn rất dễ nó sẽ rơi vào cái cảm giác là bị nhàm chán và không có cái sự tập trung, không có cái sự dẫn dắt đến với người xem. Tại vì ngay chính bản thân bạn cũng không biết là mình đang chụp cái điều gì mà, đúng không? Bố cục và góc chụp thì không phải là cái yếu tố quyết định cái câu chuyện ở trong bức ảnh của bạn, mà chủ thể mới chính là cái nhân vật chính ở trong bức ảnh của bạn. Nếu mà không có nhân vật thì bạn cũng sẽ không có cái câu chuyện đó. Thứ hai, đấy là hiểu về chủ thể thì sẽ cho bạn cái cảm nhận về chủ thể tốt hơn. Và nếu mà cảm nhận tốt hơn thì bạn sẽ tìm được cách để kể cái câu chuyện của bạn tốt hơn. Ví dụ nhá, cùng là những lá cờ lung ta mà mình chụp ở Lê La Đắc, nhưng mà nếu mà mình chưa nghe về sự tích của những lá cờ này ấy, thì mình nghĩ là những bức ảnh này là đã ok rồi. Nó cũng không tệ mà, đúng không? Nhưng mà nếu bạn từng nghe về sự tích về những lá cờ lung ta, may mắn về ý nghĩa thiêng liêng của nó, gắn liền với những cơn gió, thì có vẻ những bức ảnh này sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm xúc hơn đấy. Vậy làm thế nào để hiểu về chủ thể? Có 3 cách mà mình thường làm để mình hiểu về chủ thể của mình hơn. Cái cách đầu tiên đấy là quan sát. Càng chụp ảnh nhiều thì mình càng học được cách để quan sát mọi thứ nhiều hơn và chi tiết hơn, cho đến khi mà nhìn thấy được cái thứ mà bạn thật sự là muốn chụp, thật sự là gây ấn tượng mạnh với bạn, thì bạn hãy quan sát càng nhiều càng tốt. Hãy ưu tiên nhiều hơn cho cảm xúc của mình, tại vì đấy chính là cái điều mà sẽ giúp bạn có những cái tấm ảnh đẹp và ấn tượng. Cách thứ hai mà mình thường làm đấy là tìm hiểu về chủ thể. Trước mỗi một chuyến đi của mình thì mình thường đọc qua về những cái thông tin ở nơi mình chuẩn bị tới, đặc biệt là những cái thông tin liên quan đến lịch sử hoặc là văn hóa hoặc là con người bản địa. Điều này đôi khi thật sự rất là hữu ích trong những cái lần bấm máy của mình, khi mà mình có thể kết hợp được những cái khoảnh khắc ở cái thời điểm hiện tại khi mà mình ở tại nơi đó với những cái kiến thức mà mình đã được biết về văn hóa, lịch sử như là con người bản địa. Nó rất là giống với câu chuyện về cờ lung ta mà mình đã kể cho bạn ở trong phần trước. Cách thứ ba đấy là muốn biết phải hỏi. Cho dù nhiếp ảnh chỉ là câu chuyện của bạn với những lần bấm máy, nhưng mà rõ ràng là đôi khi nó có thể là cái sự đóng góp của nhiều người khác nữa ở trong cái chuyến đi của bạn. Và đừng ngại mở lời với người bản địa, tại vì đấy có thể sẽ là cái nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của bạn, sẽ cho bạn những cái trải nghiệm, những cái câu chuyện mà chỉ tại cái thời điểm đó và ở nơi đó bạn mới có. Và nó cũng chính là xuất phát điểm cho những cái bức ảnh xuất sắc nhất của bạn, bức ảnh giúp bạn kể được những câu chuyện đặc biệt nhất trong chuyến đi của mình đấy. Đó là những gì mà mình có thể chia sẻ với bạn về yếu tố quan trọng nhất trong nhiếp ảnh. Chúc bạn sẽ có những bức ảnh đẹp và cảm xúc với chủ thể của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong Freelance Man số tiếp theo. Xin chào.